vâng xin chào toàn thể quý cô chú anh chị đã quay trở lại với ống nhòm chuyển dụng shoptech và em là thắng vũ đầu tuần mới em thắng vũ xin gửi lời chào kính chúc sức khỏe tất cả quý cô chú anh chị đã theo dõi kênh shoptech và hôm nay thì em sẽ lên một cái sản phẩm cực kỳ là chất lượng cho tất cả quý cô chú anh chị và hiện tại như quý cô chú anh chị đã biết thì bên em shoptech đang là, là cơ sở ủy quyền của hãng ek tại thị trường việt nam trong phân khúc giá của cây thì nó sẽ có rất nhiều những cái sản phẩm từ phân khúc giá tầm khoảng 1 2 triệu 2 đến hiện tại là cái phiên bản cao cấp nhất của hãng là phiên bản Hyperion dòng hai mắt đó có một cái giá là 5 triệu cho tất cả quý cô chú anh chị và à, trên tay em đây đang là một cái phiên bản 8x42 phiên bản Hyperion đây là một cái phiên bản mà quý cô chú anh chị được săn đón rất là nhiều trong thời gian vừa rồi và hàng bên em về thì cũng không kịp cho quý cô chú anh chị uh, để tiện cho tất cả quý cô chú chị theo dõi kênh trống tách thì em hôm nay em sẽ review chi tiết em ống nhòm EK 8x42 ED phiên bản Hyperion hiện tại là phiên bản cao cấp nhất của hãng. Về cái thiết kế bên ngoài của vỏ hộp thì nó sẽ không có quá nhiều cái điểm gì đặc biệt. Vỏ hộp thì nó sẽ thiết kế cực kỳ là chắc chắn. Nó sẽ có một cái uh, cắt tông thì nó sẽ khá là dày và bên trong uh, thì là cái sản bộ sản phẩm và dưới mặt dưới của nó thì nó sẽ in được những cái thông tin uh, chi tiết về cái thông tin của nhà sản xuất cũng như nô hàng về cái bộ phụ kiện của sản phẩm này thì nó cũng giống như tất nó cũng phiên bản ED khác cap4 thì nó sẽ có một số những cái bộ phận cơ bản thứ nhất là về cái dây đeo dây đeo này thì nó sẽ, em đánh giá rất là cao về bên trong bên trong của nó thì nó sẽ có một cái lớp sóc và có lớp uh, cao su non nó đeo cực kỳ là êm đây là một điểm em mới rất là cao trong phiên bản ED ED Captor hay Hyperion thì nó đều có cái dây đeo cực kỳ là chắc chắn À bên cạnh đó thì như quý cô chú anh chị có thể thấy là một cái khăn lau, khăn lau thì nó sẽ luôn in luôn của hãng EK và đặc biệt là có một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng cũng như là một thông tin của sản phẩm product à, thì nó sẽ có hai phiên bản là phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Trung cho tất cả quý cô chú anh chị thì nó sẽ không có quá nhiều cái điểm gì đặc biệt. Về cái bộ phụ kiện đại này thì em đánh giá cao nhất vẫn là cái túi của nó. Tại sao lại như vậy? thì đối với cái phiên bản túi này thì như quý cô chú anh chị có thể thấy uh, túi của nó ở giữa thì nó sẽ được uh, dập logo của EK EK thì quý cô chú có thể thấy uh, bên cạnh tiếp đó đó là về cái phần thiết kế bên trong bên trong của nó như uh, quý cô chú anh chị có thể thấy nó sẽ được có một cái nớp cao su à, nớp lớp uh, sóc khá là dày đó là một cái điểm mà em đánh giá rất là cao nó sâu khá là dày và bên ngoài được chỉ những người chỉ khâu lại cực kỳ là chắc chắn ờ, chỉ những cái hãng nổi tiếng những cái hãng ống nhòm thì, ở cao cấp thì người ta mới sản xuất được những cái những cái túi này và đặc biệt là có cái phần dây đeo và cái mặt sau của nó thì nó sẽ có một cái phần gọi đeo, đeo đeo hông để đó, quý vị cũng nào có đeo thắt lưng để tiện cho du lịch thì cũng đeo cực kỳ là thích hợp và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là em ống nhòm EK 8x42 phiên bản Hyperion kính ED. Vậy đầu tiên về cái quan sát đầu tiên khi quý cô chú anh chị mở sản phẩm ra đó chính là cái thiết kế nó sẽ cực kỳ là bắt mắt cho quý cô chú anh chị. Với cái sản phẩm ngày hôm nay thì nó sẽ là hình hệ ống nhòm rope hệ ống non rốt, hệ ống uốn thẳng cho tất cả các khu chú ý chị. Bên ngoài thì nó sẽ được bọc cao su toàn bộ 100% về cái thần thân vỏ. Và uh, về cái kích thước và cân nặng của em này thì em này có cái khối lượng là 750 g cùng với cái kích thước chiều dài đó chính là 14 cm và chiều ngang của nó thì đâu đó cũng tầm khoảng 14 cm và uh, về cái bề dày của nó em nó cả phần bọc cao su ấy, thì nó rơi vào tầm khoảng Uh, 5cm, 5 cm 5 5,6 5,6 cm. Đó là một cái điểm mà em đánh giá rất là cao về cái thiết kế bên ngoài của em ống nhòm này. Ờ, uh, trong cái phần thiết kế bên ngoài này thì nó sẽ có về cái phần mắt đậy mắt đậy của nó thì nó sẽ có đầy đủ bốn mắt đậy của em ống nhỏ đó quý cô chú như thế này. để đảm bảo trong quá trình di chuyển hay là uh, chúng ta cất vào đâu thì nó sẽ mình đậy mắt vào để đảm bảo cái chất lượng quang học sẽ uh, tốt theo thời gian về cái và chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá à, sâu bên trong về cái những cái công nghệ sản xuất của em bóng nhòm 8x42 phiên bản hyper này à, như quý cô chú anh chị có thể thấy trên hình thì à, ấn tượng đầu tiên đó chắc chắn phải là cái um, kính kính đỏ hơi đỏ hờ một chút đó quý cô chú anh chị thấy không? và à, với cái uh, thông tin thì em nhận được thì chắc chắn là chính xác 100% em này thì đang sử dụng sở hữu cái công nghệ tráng phổ à, gọi là FBMC nó cái công nghệ hiện tại đang là cái công nghệ tốt nhất của hãng à, được sử dụng trên một một em bóng nhòm hay là một cái mẫu sporting score thì chắc chắn đây là một em ống nhòm sử dụng những cái công nghệ cao nhất tại vì đây là cái phiên bản cao nhất rồi không có phiên bản nào cao hơn nữa và thứ hai đó chính là cái việc là uh, như cái, ngoài cái việc cái đầu tiên khi chúng ta đập vào mắt chúng ta thì lại đó là kính đỏ thì đó là cái công nghệ phủ FBMC tiếp theo là chúng ta sẽ cùng đi đánh giá về cái phần thông số của em này em này thì nó sẽ có cái thông số chính thức là 8 x 42 mươi và đối với em này thì nó sẽ có cái độ phóng đại là 8 x trường nhìn của em này đó là cái đường kính ống ngoài của nó em này thì hiện tại là 42 mm đó một cái cái thông số cũng như một cái cái đường kính ống kính khá là tốt với cái em này thì nó sẽ có cái uh, sử dụng năng kính người ta gọi là sử dụng năng kính BK4 vẫn là sử dụng năng kính bk bốn bên trong và nó sẽ có cái tám năng kính 8 năm kính trong 6 group kính. Đó là những cái điểm nổi bật của em móng nòng này. Và đặc biệt là trong cái lớp năng kính BK4 ấy, người ta lại sử dụng cái công nghệ cao cấp nhất để sử dụng làm cho em móng nhỏ. Đó là cái công nghệ die coating và plastic coating. Uh, Đây là những cái công nghệ trắng phủ uh, chỉ những cái hãng nổi tiếng trên thế giới mới sản xuất và mới cho vào một em móng nhỏ. Đó là cái cái là tăng cái giá trị của em móng lên. Vâng, và, và đối với em ống nhòm này thì chúng ta phải nói đến cái góc nhìn. Với cái thông số 8x42 đó và cái trường nhìn là 426 feet Và hiện tại em ống nhòm này có một cái góc nhìn, hiện tại như em được biết đang là một cái góc nhìn rộng nhất của hãng. Đó chính là 8,12 độ, một cái góc nhìn gần như đối với một em ống nhòm thì cực kỳ là rộng rồi. 8,2 độ và uh, chiều trường nhìn là 142 m trên 1 m với cái góc nhìn và cái trường nhìn này thì hiện tại rất là thích hợp cho tất cả quý cô chú anh chị muốn đi săn ong du lịch dã ngoại thì em bóng nhòm này sẽ đáp ứng được tất cả những kia yêu của đó đó là một cái điểm lại mình rất là cao về cái em với phiên bản 8x42 ED Hyper này và em xin nhắc lại nữa đây, đây là một em bóng nhòm có một cái góc nhìn rộng nhất ở thị trường rồi với phiên bản EK đó thì nó là sẽ phiên bản có một cái góc nhìn rộng nhất rồi và đối với em này thì cái công nghệ chống chịu của nó thì em đánh giá rất là cao em này thì nó sẽ có cái công nghệ chống nước là IP8 cao hơn cái dòng ở phân khúc dưới một chút là IP7 nó sẽ chống nước 100% và với em này thì công nghệ thân vỏ nó là một cái điều rất là quan trọng để đánh giá một em bóng nhòm chất lượng cao đó chính là hiện tại thì em này đang sở hữu công nghệ thân vỏ đó chính là công nghệ thân vỏ magie chứ không phải là bằng 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 thép hay nhựa thì làm tăng cái độ bền của sản phẩm lên và đó là những cái điểm mà em đánh rất, là cao của em ống nhòm 8x42 phiên bản Hyper này và một phần không thể thiếu trong các video đó là phần test thực tế và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đi test thực tế cho tất cả quý cô chú anh chị Vâng, để quý cô chú anh chị có cái nhìn trực quan nhất về cái bộ sản phẩm EK 8X42 phiên bản Hyperion này thì hôm nay em Thắng Vũ sẽ gửi đến cho tất cả quý cô chú anh chị cái hình ảnh test thực tế của sản phẩm à, như quý cô chú anh chị có thể thấy ở trên hình này thì à, thực chất ý, khi em test qua cái camera của điện thoại thì nó cũng chỉ đánh giá được khoảng một phần nhất định như đấy thôi chứ nó không thể đánh giá được hết thì chất lượng của em ống nhòm nhưng mà đối với em bóng đồng này thì nó sẽ có cái độ nét toàn trường gần như độ sai sắc thì nó sẽ không có và cái độ thu sáng nó sẽ cực kỳ tốt hiện tại em đang quay nó tầm khoảng 4 giờ 4 giờ chiều nhưng mà như quý cô chú anh chị thấy là cái độ uh, nét và độ sáng của nó rất là tốt đó đó là cái điểm nổi bật và rất nhiều quý cô chú anh chị đã dùng và tin dùng và nó khẳng định là những con này á thì với cái chất lượng hình ảnh và với cái độ bền thì nó phải ngang những cái con đi công M7 đó là cái điểm mà em đánh giá rất là cao ở phân khúc Hyperion này và quý cô chú anh chị nào có nhu cầu mua hàng thì hiện tại giá của sản phẩm là 5 triệu Đó là bao gồm cả phí vận chuyển và được bảo hành 2 năm của hãng và vừa rồi thì em cũng đã test thực tế cái khả năng làm việc của em bóng nhòm EK8X42 phiên bản Hyperion kính đây Với phiên bản này thì nó có một cái mắt thị kính khá là to nên việc test thực tế của em rất là dễ dàng. Ờ, mắt thị kính của em này nó là 2,2cm sẽ cực kỳ dễ dàng quan sát. Ờ, như em đánh giá thì hiện tại cái phiên bản này thì là cái phiên bản tốt nhất và chúng ta nếu mà trong phân khúc giá 5 triệu thì chắc chắn sẽ không có một cái sản phẩm nào tốt hơn. Đó là một điều em khẳng định và ấy, em xin nhắc lại một lần nữa về cái chính sách mua hàng với bên em thì hiện tại tất cả những cái sản phẩm của EK thì bên em đang được ủy quyền của hãng tại Việt Nam à, tất cả những cái sản phẩm này thì em cam kết có một cái mức giá rất là cực kỳ là phải chăng nó sẽ có cái mức giá còn thấp hơn mức giá của hãng à, hiện tại thì phiên bản này có một cái mức giá 5 triệu là bao gồm cả phí vận chuyển rồi và bên em sẽ gửi hàng đi và tất cả quý cô chú anh chị sẽ được kiểm hàng và sẽ được uh, bảo hành 12 bảo hành 2 năm của hãng đó là một cái điểm mà quý cô chú hết sức lưu ý là sẽ được kiểm tra hàng và sẽ được bảo hành 2 năm của hãng và uh, hiện tại thì bên em số lượng không còn nhiều quý cô chú chị nào có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ trực tiếp tới hotline là 0988 862 059 hoặc có thể kết bạn trực tiếp qua Zono để em Thắng Phú sẽ liên hệ và tư vấn và để kết thúc video ngày hôm nay thì quý vị cô chú như nào có ý kiến thì có thể comment ở phần dưới video quý thấy hay đừng quên nhấn like, share, subscribe kênh youtube của Shoptech để bên em gửi thêm những cái video hay ý nghĩa về ông nhỏ còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị trong các video tiếp theo